việc chuyển cái cảng biển này. Tôi là tên là Nguyễn Văn Cư, yeah. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu trách hữu hàng xử lý lúa nghiêng Nguyễn Văn Cư, yeah. Trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Là thì trước đây được các thầy ở đây mời ra để khảo sát cái công trình là trọng điểm cũ của triều Vũ Đế để di dời. Thì trước đây khi ra khảo sát thì các thầy cũng ngại nhất là cái chùa đã lâu năm. Trên bản thân tôi ra khảo sát tôi cũng thấy là lâu năm cũng lo ngại. Nhưng mà sau đó tôi tính toán kỹ và có phương án để thực hiện di dời công trình này. Thì công trình này bây giờ vị trí này bên diện tích còn nó là 7.25m và chiều sâu là 14m. Bây giờ hiện nay là có cái thầy là ở chùa là muốn dịch chuyển cái chắn điện này lối sau là 18m. Lối sau 18m. Qua quá trình mà nghiên cứu thì trước đây khi mà tôi vào chắn điện mà khảo sát thì thấy có một cái cột ở giữa, ở giữa chắn điện. Thì cứ nghĩ nhà này là chắc có lẽ là có mấy cái đà trên, chắc có lẽ là cứ nghĩ có cột, có đà. Vì cái tường 4 tấm nên mình không khảo sát thực tế trong tường có cột không được. Nhưng mà lúc thực hiện thì đến lúc đào đất xuống thì thực tế là chỉ có 4 cột giữa thôi. Còn tất cả đều tường 4 tấm hết, dưới là cái mỏng đại học. Lúc đó cái phương án mà để mà thực hiện cái việc trước đấy thì phải thay đổi, thì không thể như vậy được. Còn nếu trước đấy mà phương án mà đúng thực tế là có đa có cột đóng á, yeah. Thì cái thời gian tôi thi công rất là nhanh, yeah. Nhưng mà khi mà đào đi rồi mà thấy như vậy là cũng rất là lo, yeah. Chính cả bản thân các thầy đấy cũng lo vì cái nhà đã 70 năm rồi mà, yeah. Các tường hiện trạng là nứt nó xẻ nhiều chỗ lắm. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ ra phương án là bây giờ làm sao để đổ được một hệ đà dưới ôm tất cả cái hệ tường và cột ở trên chùa. Nhưng mà lúc đó nó rất là khổ, cực là cực cái gì bây giờ đa mỏng số thì gỡ ra một bạch hai thôi, rồi lúc đó mà làm sắt đưa vào đồng, mày đổ đá kiềng, đổ đá dưới đây phải chém lọc xong rồi từ đâu mày cái đầu đá có mùi nổi nên bây giờ nối tiếp thì đổ như vậy. Cái hệ thống đa này đa ngang đa dọc tất cả là 180m, mà độ của nó là phải 400-300, vì cái tường nó 300-400 phải đổ ôm cái tường. Khi mà đổ được cái đa này rồi thì hệ thống đa được rồi thì tôi yên tâm, mà chính bản thân các thầy cũng yên tâm. Vẫn có hiện tượng chỉ gọi là bị rạn nứt nhiều. Thì qua công đoạn này xong cả thì tôi thực hiện là bây giờ đưa thiết bị máy móc ra để chuyển dịch. Thì chính thức ngày hôm qua là chuyển dịch đi được 4 mét. Các thầy và các nhà dịch thuật từ đây cũng rất là vui mừng. Chính bản thân tôi đây và công ty cũng rất là vui mừng. Thì bây giờ hôm nay tiếp tục để làm để kéo. Thì dự kiến mình dịch chuyển bằng cái phương thức gì anh? Dạ. Dịch chuyển thì bây giờ hiện nay tổ thực tế bây giờ là dưới tầm bảng thế cũng lăng tầm bảng này, bây mình chèn cứng tất cả cả anh giang lại, dạ. Thì lúc đó tôi sử dụng sau là bốn cái ben chịu lực, dạ. Một ben như vậy là một lần nó kéo đi được 1m, dạ. 90 đến 1m, dạ. Là rút 4 ben chịu lực là rút luôn nó chạy, dạ. Đây theo cái hệ thống này đây thực tế đó, dạ. nó chạy ra. Thì dự kiến mà nếu cái này mà thuận lợi nhất á thì trong vòng tôi về khoảng 5 ngày, dạ. Là đến đích. Sau đó là để đích xong rồi mà cả ổn định xong cả thì đưa ben thủy lực vào và kích lên cho thầy là 15 cm, kích cao lên cho 15 cm cho thầy, rồi hoàn chỉnh tất cả các cái nền là cho thầy là xong công việc. Với một cái công trình mà nó cổ như thế này thì về xây dựng lâu thì khi mà mình làm thì có thì như có nguy hiểm hoặc là cái khả năng là nó hư hại được gì không? Không phải cái này thì bây giờ lúc mà ra khảo sát cái chính mà thay cũng ngài mà chính bản thân tôi là cũng vậy, nhưng mà tôi cũng có đã thực hiện nhiều cái công trình mà nâng cao lên á 1,5 là có những công trình 300 năm, 250, 300 năm rồi, thực tế là như vậy chứ không phải không. Nhưng mà khi tôi ra tôi nhìn tôi việc, nhưng mà còn cái là bây giờ mình đảm bảo an toàn công trình, tôi mới dám làm mà phải có phương án cụ thể về vấn đề kỹ thuật, mà phải đảm bảo. Ở đây bây giờ khó khăn nhất là có 3 cái bề thờ ở trong, tôi hiện nay 3 cái bề đó. Một bề giữa là thờ Phật, bề bên đây là thờ bảy vị của Vũ Thiệu Trì các ngài. Và 3 bề đó bây giờ thầy phải chịu lại. Chứ nếu được 3 cái bề này mà đập á thì nó không còn gì giá trị cổ nữa hết. Cũng giống như cái bức rồng ở trên á. Thì thầy sợ nhất là cái này khi quá trình mà rơi thành rúng lắm nó rập. Nhưng tôi đã có phương án này đủ cả. 3 cái bề đó bây giờ tôi đổ lên đà để chịu lại để kéo giữ nguyên cái hiện trạng như vậy. Anh cái hệ đa này là mình làm từ khi mà mình dịch chuyển thì mình cái hệ đa này mình làm khoảng bao nhiêu tháng anh? Cái này bây giờ là tôi đã làm như vậy là 2,5 tháng, yeah. vì 180 mét mà đa 300-400 này mà rất là cực, vì nó chỉ có gỡ được mét hai thôi, chứ gỡ ra thì sợ tường nó sập, yeah. Mà quá trình gỡ là phải kê lọt cả cái đủ hết, yeah. Lúc đó mình rất là khó, yeah. Trước đấy là anh làm có mấy dịch chuyển mấy chùa, có chùa nào chứ? Chùa thì ở trong Sài Gòn tôi dịch chuyển rất là nhiều chùa rồi. Có những cái chùa, ví dụ như cách đây mấy năm tôi có dời một cái chùa
là 3.200 tấn, nặng 3.200 tấn. Cái này ta tấn hàng lắm ha. Xoay 110 độ và dịch chuyển đi 40 tấn. Con chua này bao nhiêu tấn? Cái chua này khoảng 1.000 tấn. Nó rất là nặng. Mình dịch chuyển sao bao nhiêu này? Cái này dịch chuyển luôn 18 mét. 18 mét. Theo ý vợ của chua. Còn trong công trình mà con dạo thì riêng đặc biệt tôi cho chua về nghĩa mới. Phường An Lạc A của mình tôi nâng lên cả 3.4 lên 3.4 diện tích là 17.7 2.000 tấn. Còn đây là nâng lên khoảng cái này bây giờ nâng lên 15 cm rồi. Còn nếu cái này mà nếu nâng cao lên khoảng 1 mét đô thì thiệt bị máy móc trở ra nó còn nhiều. Vì bây giờ cái này là máy vận hành để dịch chuyển. Còn cái máy mà kích nâng thủy lực bao nhiêu lực thì nó đã có hai cái máy đang nằm đó. Hệ thống bay thủy lực nó bay. Hệ thống mới đưa tới Sài Gòn. Khi đưa vào rồi xong ổn định xong cái thả vào này nó mới được cắt bay thủy lực nằm dưới đây ra này để kích nó lên, kích nâng nó lên. À, giống như khi mà những bước lắng đầu tiên cái niên hôm ngày hôm qua thì cảm giác như thế nào? Không, bây giờ cái lúc ban qua bắt đầu mới cảm giác kéo lắng đầu tiên đó, thì tôi nói thế nào cũng có những cái hiện tượng nó chỗ nứt chỗ này kia đó. Thì khi kéo được một cái đầu tiên rồi có những cái chỗ nứt thì tôi bắt đầu chống chọi hết. Tức là trong hoàn toàn bộ hệ thống cả, cho nên bây giờ kéo thì những chỗ nứt thì cứ nằm như vậy thôi. Tức là vẫn nằm trong sự kiểm soát không? Hả? Tức là vẫn nằm trong sự kiểm soát. Trong kiểm soát đúng. Vì bây giờ mình thử bắt đầu lại. Thì bắt đầu có những cái chỗ góc này nứt có những cái là nứt cũ rồi. Bây giờ nó sẽ vỡ thêm. Nhưng mà sau đó kiểm tra xong cái toàn bộ nó chống đỡ lại hết toàn bộ luôn. Hệ thống chống đỡ để cho đảm bảo thì hiện nay cái vị trí nào nó bị như vậy thì cứ nằm như vậy luôn. Anh đánh giá nhiều khi mà cái công trình nó rơi về lại một cái vị trí mới thì cái độ bền vững cái kết cấu trong cái chùa thì anh đánh giá không bao giờ hiện nay bây giờ cả cái tường đây này loại, nhưng bây giờ hiện nay khi dịch chuyển vào thì bây giờ chùa có thêm một cái hệ đa này nữa, nó nằm yên đây luôn. Mà chùa trước đấy là không có hệ cột gì ấy, chỉ có mỏng học đại học lên rồi xây tường lên trên cái mỏng đại học. Nhưng bây giờ hiện nay tôi làm cái mỏng sáu là tôi còn có tơ sắt gì ấy. Thì cái này mà khi đưa ra vị trí mỏng mới đó, thì là cao độ của đại đa này và cái mỏng dưới là 60 cm bạn. Thì tôi sẽ có cái sắt chơi dưới, tôi sẽ khoan dưới đa này, tôi cấy sắt và tôi sẽ đổ mấy chục cây cột. Đó lúc đó mình xây từ mau lại lập đặt cạc. Cho nên cái chùa đấy sao thì nó rất là bền vững, còn một hệ thống đa thế này. Anh tổng cái kinh phí mà để cho nó một cái dịch chuyển thì khoảng bao nhiêu anh này? Không phải cả đấy thì bây giờ như lúc ở đây là cái làm vì thực thể bây giờ tôi là trong Sài Gòn không thiếu gì việc. Hiện nay cái nhu cầu của các tỉnh cũng nhiều. Nhưng mà riêng về quê hương, tôi cũng có cái tâm nguyện từ lâu muốn về làm quê hương một cái công trình nhà nào đó, nhưng bây giờ không ngờ về được cái công trình chùa này. Đó là cái phúc của mình. Cho nên tôi về đây thực trực đấy mà khi làm thầy mày thấy cũng lo cũng sợ lắm. Thế này cái đó mà chính bản thân tôi cũng lo. Nhưng mà khi mà lo rồi là phải có cái phương án như thế nào để đảm bảo được công trình rồi. Chắc đây là công trình đầu tiên ở Huế là được dịch chuyển mà này. Đúng là cái công trình tối hai là chín, tôi còn nâng một cái nhà rường ở Đinh Lao Điểm. Lớn lắm, cả đầu đó té đá té còn để tin. Còn cái công trình này là công trình tôn giáo. Còn công trình ở đường Lê Lợi dự kiến. Cái đường Lê Lợi thì tôi cũng làm việc xong hết rồi. Nhưng mà lúc nào mà chủ trương ủy ban tỉnh mà nào bây giờ chính thức mời hợp đồng làm thì tôi tiến hành. Nhưng mà thực tế cái công trình mà đó tôi cũng có nói là vì nó lâu ngày dài ngày quá. Khó hơn bên nhiêu? Không có tất cả khó cũng có phương án lắm hết. Cả đó bây giờ rời đi rồi xoay 90 độ để đưa vô nó nâng 1 mét nữa. Tôi cũng có phương án cụ thể, tôi mới báo cáo rõ ràng như vậy. Nhưng mà hiện nay công việc trong Sài Gòn rất là nhiều. Nhưng mà tôi bây giờ 3 con chủ lực bây giờ phải ra đây bao. Vì tất cả những công trình mà lúc đi khảo sát tôi khảo sát, đánh giá tôi đánh giá và khi xử lý tôi trực tiếp chỉ huy luôn. Nhưng mà để mà di chuyển những cái công trình như thế này thì đòi hỏi những cái thiết bị đặc trụng thế nào ấy? Không có thiết bị, bây giờ lâu đến tôi đã làm 18 năm rồi. Có tất cả những cái công trình tải đất nặng, tải đất lớn. Ví dụ như bây giờ có mấy công trình, ví dụ như vừa rồi tôi dân giáo sử được về 6.000 tấn. Đúng không? Tôi nâng cao hết mà. Có đầy đủ thiết bị đấy đó. Mà khi nâng lên cao như vậy nó không bị phá hủy đất này đấy cả. Anh có thể kể ra một vài thiết bị không? Hả? Không, cái thiết bị thì bây giờ hiện nay là cái máy vận hành bán điều lực. Đó chứ. Bây giờ mình tính cái tải trong một cái công trình như thế nào để mình dùng cái bán điều lực để mình rút hoặc đẩy cho nó phù hợp để mà công trình nó dịch chuyển được. Cho nó yếu kém được. Đúng không? Mà mình bán được. Cùng giờ như bây giờ nâng công trình lên cao thì từng cái cột nó tải trong 70 tấn, còn cái tải trong 100 tấn thì mình dùng cái bán điều lực nó phù hợp với từng cột của tải trong từng cột để mình kinh doanh. Nhưng mà giống đối với công trình với đường Lê Lợi thì quá trình dịch chuyển nó phải qua cái đường Lê Lợi như thế, nó khó hơn ở đây nhiều không? Không có gì khó cả đời. Thì bây giờ bữa hôm các anh bên hỏi thì bây giờ có đau được không? Tôi không đau được. Cả anh sợ có đau được nhưng tôi không đau được. Đường không đau. Nhưng mà vì công trình này là vì quê hương tôi mà tôi nhận. Còn bây giờ ra đây nhận tôi phải mất 1 tháng rồi. Nhiều dịch chuyển cái cự ly 100 mét. 100 mét rồi xoay 90 độ vô đưa nâng lên 1 mét. Thì bây giờ tôi phải bỏ thời gian, biết bao nhiêu công trình trong mà tôi phải bỏ. Mà ra đây, bởi vì quê hương thì mình thực hiện rồi. Anh cảm ơn anh nhiều. Đấy cái mộng là cả bao nhiêu? Cái này nó mới đau xuống, chứ nó nằm đây nó đau xuống. Đây nó mới đau đấy.
mới đào xuống khoảng 80, đào xuống 80. Cái này là năm đó là 80 hay không? Đào, 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 đào trong đất, cái này làm trong mà đào đất ra, rồi nó mới cái mỏng đào đó ở dưới. Cái gì mới dưới đây là mỏng đào dưới. Rồi rất là khó. Bây giờ là làm cái này là bao nhiêu thợ đó? Cái đấy là 12 nha, 12 công nhân. Không, 10 công nhân, về là 2 người đứng vận hành máy, là 12. Còn tôi thì đứng chỉ đầu hả? Chiều bắt đầu dịch chuyển tiếp. Một rưỡi. Vì sáng nay bây giờ? Bây giờ, bây giờ. Một rưỡi. Một rưỡi chiều à? Chiều qua lại. Sáng nay anh Long mà điên. Long mà Long mà điên, mà hàng tôi mà điên lắm là thôi đừng quá nè, chiều mới kịp. Bây giờ quá thì mà quá mới kẹo bây giờ để cho quá đừng nhìn ra đi. Dạ. Yeah. anh em đang ngồi đây bên lóng. Có những công điên chiều đến 2 giờ nó sẽ quá. Nó quá là bên làm cái bản. Anh em hết rồi. Có cái quá buông gọc lóng nó tại đây sạm quá. Dạ. Đây có cái này bên chưa bên quốc hội nè. Là... Bảo. Lự á, bạn lự á. Nam. Nhà quách từ bảo Nam. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều nha.